Sự kiện gạo ST25 đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019 là một cơ hội rất quý báu cho ngành lúa gạo của nước ta. Có được danh hiệu cao quý đó, kỹ sư Hồ Quang Cua đã mất khoảng 20 năm nghiên cứu, sản xuất và thuyết phục người tiêu dùng trong và ngoài nước. Tuy nhiên, làm ra giống gạo ngon hay một nông sản nổi tiếng được người tiêu dùng ưa thích là một việc, thương mại hóa nó với chiếc áo giáp pháp lý an toàn lại là lĩnh vực khác. Những câu chuyện vừa qua cho thấy rằng các doanh nghiệp Việt thường bị rơi vào cái tình trạng là mất bò mới lo làm chuồng. Bởi vì phần lớn các thương nhân có một cái điểm yếu là thứ nhất là ít có am hiểu hệ thống pháp luật mà nơi hàng hóa của mình đi đến của các quốc gia ở các thị trường, đặc biệt là những cái thị trường mà có hệ thống pháp luật nó phức tạp, đồng thời cũng hết sức là chặt chẽ. Thứ hai là cái kinh nghiệm thương trường của các doanh nghiệp chúng ta cũng còn hạn chế. Vấn đề thứ ba là phần lớn các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mà kinh doanh các mặt hàng nông sản, thì mặc dầu cái sản lượng xuất khẩu ngày càng tăng, nhưng mà khi hàng hóa rời khỏi biên giới quốc gia của chúng ta đi đến các nước thì lại lệ thuộc vào cái hệ thống phân phối của nước bạn. Vì vậy, cái bất cập này nó dẫn đến là cái việc mà bảo vệ thương hiệu của chúng ta gần như nó nằm ở cái biên giới quốc gia thôi. Nó lại lệ thuộc vào cái hệ thống phân phối của nước bạn. Số liệu từ đầu năm đến nay, thị trường Mỹ chiếm đến 98% sản lượng gạo ST25 xuất khẩu, nhưng tất cả đều phải xuất thông qua các doanh nghiệp khác. Theo nhận định của chuyên gia, không chỉ gạo mà phần lớn các nông sản Việt sau khi rời biên giới quốc gia thì lệ thuộc hoàn toàn vào doanh nghiệp ngoại và hệ thống phân phối của họ. Đáng lưu ý, bài học về các nhãn hiệu nông sản đặc sản Việt Nam bị mất vào tay nước ngoài như nước mắm Phú Quốc, cà phê Buôn Ma Thuột, kẹo dừa Bến Tre dẫn đến thiệt hại chung cho cả ngành hàng, cả quốc gia, chứ không riêng một doanh nghiệp nào. Do đó, các doanh nghiệp Việt, nhất là các thương hiệu nông sản nổi tiếng quốc gia, rất cần được trợ lực từ cơ quan quản lý, hiệp hội và cộng đồng. Điều đó đặt ra cái yêu cầu là cần phải nâng cao cái năng lực tự bảo vệ của các doanh nghiệp. Đầu tiên phải ý thức được rằng thương hiệu là một cái loại tài sản vô hình ngày càng có giá trị. Và một khi đã xác định nó là một loại tài sản thì cái trách nhiệm bảo vệ tài sản trước tiên thuộc về doanh nghiệp và thương nhân, là những người chủ sở hữu các thương hiệu hay nhãn hiệu hàng hóa. Vì vậy phải được đăng ký bảo vệ cái nhãn hiệu thương hiệu đó không chỉ ở trong nước mà ngay cả đến những cái quốc gia mà các doanh nghiệp này xuất khẩu. Chẳng những vậy, cần thiết cũng có thể đăng ký cái nhãn hiệu tại những cái thị trường tiềm năng mà hàng hóa này có thể mở rộng trong tương lai. Vì vậy, có những cái doanh nghiệp mà muốn tiếp cận cái thị trường nước ngoài thì về lâu dài cần hình thành những cái tổ hợp đủ mạnh, trong đó có những chuyên gia về pháp luật, những chuyên gia về thương hiệu để chủ động bảo vệ cái thương hiệu của mình trên thị trường. Và ngày càng cho thấy rằng cái cuộc chiến pháp lý này nó không chỉ diễn ra ở cái thị trường nước ngoài mà ngay cả thị trường trong nước. Khi Việt Nam chúng ta hội nhập ngày càng sâu rộng thì cuộc chiến thương hiệu nó càng diễn ra quyết liệt hơn. Vấn đề thứ hai là cái việc bảo vệ thương hiệu phải gắn liền với cái việc xây dựng những cái thương hiệu đủ mạnh. Cũng theo tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, về lâu dài cần hình thành các tổ hợp đủ mạnh để hỗ trợ và ứng phó các cuộc chiến thương hiệu, nhãn hiệu tương tự. Cần hỗ trợ xây dựng các thương hiệu quốc gia, vùng miền, địa phương và doanh nghiệp theo hướng tập trung vào các nhóm giải pháp. Cần phải xây dựng cái cơ chế chính sách, không thể để cho doanh nghiệp tự bơi. Cơ chế chính sách đó là gì? Làm sao để cho các doanh nghiệp, các thương nhân tiếp cận ngày càng tốt hơn với thị trường nước ngoài. Ở đó có những cái kiến thức pháp lý
và cần thiết các cơ quan Việt Nam có thể hỗ trợ trong cái cuộc chiến pháp lý, trong vấn đề cung cấp thông tin để nâng cao cái năng lực của các thương nhân khi những cái tranh chấp nó xảy ra ở nước ngoài và ngay cả khi nó chưa xảy ra những cái cuộc tranh chấp đó. Và ngay cả trong nước cũng thế, phải hình thành cái hệ thống pháp luật mà nó bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có cái việc bảo vệ những cái thương hiệu, nhãn hiệu để đủ mạnh. Đó cũng là một cái chính sách để khuyến khích, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cho các thương hiệu nó thật sự bền vững. Hiện tại, nhiều tổ chức, cơ quan và cá nhân chia sẻ ủng hộ ông Hồ Quang Cua để giúp ông đăng ký bảo hộ gạo ST25 tại Mỹ. Tuy nhiên, cuộc chiến thương hiệu trong bối cảnh hội nhập rộng mở và cạnh tranh quyết liệt vẫn đang là thách thức cho doanh nghiệp nội, hàng nội. Thương hiệu Việt sẽ còn trông trên đường xuất ngoại nếu không có sự chung tay từ nhà nước, các cơ quan liên quan và doanh nghiệp cần có sự liên kết, xây dựng chiến lược khi có định hướng xuất khẩu.